Lộc ơi, con trai của mẹ đâu? Mẹ đi công tác về đây rồi. À, mẹ về. Trời ơi, mẹ nhớ con quá. Mẹ xem nào. Ôi, mẹ nhớ con trai mẹ quá. Thế nào, ở nhà ngoan không con? Có ạ. Sao mẹ đi công tác lâu thế? Thì đấy là công việc của mẹ mà con. Mẹ phải đi công tác này, mẹ phải đi kiếm tiền thì mới có tiền vào nuôi con ăn học chứ đúng không? Vâng. Con có nhớ mẹ không? Có ạ. Thế hả, nhớ như nào? Nhớ đến mức con không thể chơi được điện tử. Trời ơi, ông tướng ơi, là ông tướng chỉ được cái nịnh mẹ là giỏi thôi. Mẹ ơi. Ơi. Thế mẹ có mua quà cho con không? Đương nhiên là phải mua quà cho con rồi. Nhưng mà con có nhớ lúc trước khi mẹ đi mẹ dặn con cái gì không? Mẹ dặn con gì nhỉ? Hình như là con quên rồi. Quên á? Quên thì nghỉ quà luôn đi nhá. Kìa mẹ, con đùa thôi mà. Con nhớ rồi. Mẹ dặn con là thấy bố có gì bất thường thì phải báo cáo lại ngay với mẹ. Đúng, con. Thì có gì để báo cáo với mẹ không? Có chứ. Có gì? Hôm trước, bố tưởng con đi học nên dẫn cô Lan sang nhà mình. Cái gì? Cô Lan làm xóm nhà mình á? Ôi dồi ôi, cái lão này về đây thì lão chết với tôi nhá. Ôi giời ơi, chồng mấy chả con, giời ơi. Tôi đi công tác vất vả thế này, tôi kiếm tiền về để tôi nuôi bố con anh. Nhưng mà bây giờ anh đối xử với tôi thế này, anh về đây chết với tôi nhá. Ôi giời ơi, là giời. Thế giọng như thế nào nữa, mày kể tiếp cho mày nghe đi thế nào. Mày tính bình tĩnh, con mới kể được. Thôi được rồi, mẹ bình tĩnh nhá. Con phải kể đầu đuôi sự việc cho mẹ. Thấy cái gì nói hết cho mẹ, không được giấu mẹ điều gì. Nói đi. Con ở trong tủ quần áo của bố mẹ nên nhìn thấy hết. Con thấy... Thấy cái gì? Con thấy bố và cô Lan... Thôi, mẹ biết rồi, không phải kể nữa đâu. Số tôi là khổ thế này, Này, tí nữa bố mày về đây nhá. Mày kể lại tất cả sự việc cho bố mày nghe nhá. Để bố mày khỏi cãi ba mặt một lời luôn, nhớ chưa? Vâng. Ôi trời ơi, chồng ơi, mẹ ơi. Chồng con ơi là con. Mẹ ơi, gì? Thế con lấy quà được chưa? Quà tắt cái gì giờ này? Con đang nghe hết được người đến đây này. Chồng ơi là chồng ơi. Ôi vợ yêu của anh rồi. Về lúc nào đây? Vợ về lúc nào đây? Tình nhiều chứ không mà có này. Tình nhiều lúc có chứ không này thì nói cho ông biết nhá. Ông thấy tôi khổ sở chưa? Tôi đi công tác vất vả mệt mỏi thế nào chứ đâu ở nhà ông tặng tiệu với con Lan làm xóm. Con Lan nào? Em cứ bình tĩnh, chắc là công tác về mệt mỏi em cứ ngồi xuống. Không ngồi được nhá. Thôi cứ ngồi xuống. Làm sao mà cứ bù lưu bù loa lên thế? Thôi được rồi. Ông bảo tôi ngồi cái gì? Tôi ngồi. Ông cũng phải ngồi yên ở đấy nhá. Ông cãi đúng không? Lộc, con kể hết sự vụ mà vừa nãy con kể cho mẹ nghe. Nói không thiếu từ nào nhá. Nhanh, cho bố mới khỏi cãi. Kể đi. Bố bảo sao ạ? Cái gì đấy? Không, nhầm nhanh cái gì đấy? Anh ngồi yên đấy nhá. Ngồi yên. Con không cái gì phải sợ nhá. Con nói hết cho mẹ nghe, có mẹ đây rồi. Kể đi. Vâng. Nói đi. Con thấy bố và cô Lan. Ui trời ơi, đấy chưa, nó bảo là nó thấy anh với cả con Lan nhá. Trời ơi, anh làm trò gì đấy? Trời ơi, anh đối xử tôi này à? Tôi nói cho anh biết ly dị ly hôn đúng không? Thì em cứ bình tĩnh đi nào. Chồng ơi là chồng. Cứ bình tĩnh đi nào. Ôi tĩnh là bình tĩnh đi nào. Con nói lại cho mẹ con nghe đi. Con thấy cái gì hả? Thấy cái gì? Nói đi. Không có gì phải đâu. Không sợ, nói đi. Con thấy. Thấy cái gì? Bố và cô Lan đang làm giống y hệt như mẹ và chú Quân trong lần trước bố đi công tác. Cả cái làng này cứ cười vào cái mặt tôi đi. Khi nào các vị có con gái lớn rồi, các vị sẽ biết thế nào là bom nổ chậm ở trong nhà. Chào chào bác. Dạ, con chào bố ạ. Không dám. Dạ, thưa bác. Bác uống nhiều như này rồi thì bác có tỉnh táo để nghe cháu trình bày không ạ? Ý cậu nói là tôi là một thằng già say. Không ạ. Ý cháu là bác uống ít thôi ạ. Bố cậu uống được bao nhiêu? Dạ, cũng được 3 chén, 4 chén gì đấy ạ. Vâng, thưa bố, hôm nay bọn con định thưa chuyện với bố ạ. Em để anh nói. Cậu thưa nói. Bác. Vâng ạ. Đứng xem bên này. Cháu ạ. Đây ạ. Nói. Dạ thưa bác, hôm nay cháu sang đây, cháu xin phép bác cho cháu cưới em Tít ạ. Lý do? Vì cháu thấy 3 tháng yêu nhau đối với cháu là quá đủ ạ. À. Và cháu cảm thấy cuộc đời của cháu không thể nào sống thiếu được em Tít ạ. Cậu có biết tôi cảm thấy gì không? Dạ, cháu không cảm thấy thế nào ạ. Thế theo cậu là cứ 3 tháng là phải cưới em Tít? Vâng ạ. Thế 6 tháng cưới 2 em Tít và 9 tháng thì cưới 3 em Tít đúng không? Không không ạ, chỉ yêu mình em Tít thôi ạ. Cháu cưới một lần thôi ạ. Tít, mày dạ. Có chữa rồi à? Dạ không, bố ơi,
Thế không có chửa làm sao cưới vội thế? Bọn cháu chỉ cầm tay thôi, đã làm gì đâu mà chửa à? Không, không hề bố ạ. Thế này nhá. Dạ. Bố cậu là thằng nào? Bố cháu là bố Quang. Con Quang Tèo đúng không? Vâng. Cậu đi hỏi cả cái làng này xem. Dạ. Riêng tôi với nhà Quang Tèo không muốn đăng hộ đối. Bố cháu tuy nhiều tiền nhưng không bao giờ chê bác nghèo đâu ạ. Tiền của Quang Tèo vâng ạ. Nhiều như lông lươn. Tôi không đồng ý. Kìa bác cho cháu cưới tít. Tôi không đồng ý. Bác. Tôi không đồng ý. Bác không cho cháu cưới. Cháu chết ở đây đấy. Chết đi. À từ từ. Đừng chết ở đây. Rồi công an xã lại vào lập biên bản. Viết tường trình mệt. Ra ngoài kia. Chết đi. Bác. Cháu sẽ đi tự tử cho bác xem. Đi. Đi thôi em. Bố. Sao bố không cản con? Trên 18 tuổi, tự quyết. Đi em. Tự tử cho bố xem. Tôi, Hưng Quang, Vân Tít, không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Em ơi mình chết nhé. Chỉ có cái chết thì mới được ở bên nhau mãi mãi thôi em ạ. Chúng ta cùng nhảy nhá. Mà thôi em nhảy trước đi. Anh nhường em. Nhưng mà anh ơi, anh là đàn ông, việc lớn phải để đàn ông làm trước chứ. Nhưng anh nhảy xuống trước, em hứa là em phải nhảy ngay sau đấy nhá. Vâng. Không anh cầm tay em, anh kéo xuống luôn. Vâng. Anh chết thì em cũng không sống làm gì nữa mà. Anh nhảy trước đi. Tít yêu ơi, anh yêu Tít. Anh nhảy nhá. Vâng, anh nhảy trước đi ạ. Con. Chú cứu cháu đi. Đấy là thử thách của tình yêu đấy. Con này, về. Dạ. Ướt hết quần áo bây giờ. Người dại. Chú ơi, cứu cháu. Này, bây giờ này thì... rõ cái mặt rồi nhá. Đừng tưởng cái này dễ chết. Còn lâu cái này mới chết. Mày biết bơi nhá. Vừa ngáp vừa ngái rồi. Thì sáng ra phải cho người ta vươn vai, người ta hít thở chứ lại. Nhưng mà hôm nay là sáng mùng 1. À ừ, sáng mùng 1. Nhân dịp là ngày Tết. Chúc cho vợ lúc nào cũng xinh đẹp và yêu chồng, thương con nha. Ôi giời ơi, ông chưa đánh răng đúng không? Đúng không? May đấy nhá. May còn được cái lời chúc thì người ta xinh đẹp kéo lại chứ không có thì hôm nay chết với tội. Này,
Này thì có biết hôm nay là sáng mùng 1 không? Biết, hôm nay cũng sáng mùng 1 rồi. Tôi đã nói với ông rồi nhá. Tôi đã dặn từ hôm qua rồi. Là xem bắn xong một cái là hai bố con phải lên giường đi ngủ ngay. Giờ này mới thèm dậy. Bắn cái gì? Bắn pháo hoa chứ bắn cái gì? À đấy, nhắc đến chuyện bắn pháo hoa tôi mới nhớ mình á. Năm nay tự dưng là không được ra ngoài đường, dẫn vợ dẫn con đi xem bắn pháo hoa. Tôi thèm cái không khí đấy quá. Năm nay lại phải ở nhà để xem trực tiếp bắn pháo hoa. Tôi thấy nó cứ thiếu thiếu mình ạ. Cho nên nó gọi là giao thiếu chứ không phải là giao thừa nữa. Cứ bảo là sao? Cả khu này người ta gọi ông là thắng mầm đúng thôi. Chỉ có ông mới nghĩ ra cái khái niệm là giao thừa chuyển sang giao thiếu. Nhưng mà này, ông nói tôi thấy nó cũng đúng đấy. Bây giờ này nhá. Có thích thừa không? Thích. Đứng dậy tôi nhờ tí. Đứng lên con. Cả hai bố con. Bây giờ thế này, vào oánh răng rửa mặt, chuẩn bị xiêm y lộng lẫy đi chiến đấu với tôi. Ơi mẹ, hôm nay có ngày nghỉ mẹ cho nghỉ đi. Con không muốn học đâu. Tôi cả năm đã làm lụng rồi, thôi có mấy ngày nghỉ Tết mình cho tôi nghỉ nhá. Ôi này hai bố con buồn cười nhỉ. Mẹ bảo con vào đi học bao giờ? Tôi bảo ông đi làm bao giờ? Tôi bảo là hai bố con ông là đi chiến đấu với tôi cơ mà. Nhưng mà đi chiến đấu là đi đâu? Là đi vào. Đi vào. Nhiều. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn hoa môi cười tươi đón gió mưa. Bác Hương Voi ơi! Bác Hương Voi ơi! Ở đây này, bác đây, bác này, bác đây! Mời vào! Ôi trời ơi, chú lớp đi à! Ôi trời ơi, đầu xuân năm mới mà sang nhà bác mà chơi nguyên cả một vườn hoa chăn bông này là bác ứng giờ rồi! Đi chúc mừng năm mới mùng 1 Tết rồi, phấn khởi! Đúng rồi, phấn khởi bác! Nhưng mà em này, bác nhốt con chó lại! Chứ mồng 1 Tết mà sang nhà bác rồi, chó nó cắn tí rồi. Không, nhốt rồi, xích rồi, sủa cho nó vui thôi. Đầu xuân năm mới, là mấy bố con nhà em sang đây để chúc bác sang năm mới. Hay quá. Các con, chuẩn bị này, 2, 3, bắt đầu. Xúc sáng sớm về, năm mới năm mẻ, chúc bác mạnh khỏe và để nhiều con. Ôi trời ơi, khó quá này. Dù gái hay trai là chỉ hai là đủ nhá. Đấy. Nhưng mà không sao. Các cháu nó có lòng là bác ứng rồi. Đây. Mà từ từ chờ bác một tí. Trước tiên là chúc bố các cháu đã nhà. Vâng. Vâng. Mới là xin chúc cho cô chú và hai cháu một năm là nhiều niềm vui này. Vâng. Đấy, nhiều sức khỏe này. Vâng. Nhiều tài lộc này. Đấy mà đẻ vừa con. Đấy. Đây. Hai con dài. Bác lì xì đầu năm. Nhá, chăm ngoan học giỏi. Dạ cảm ơn bác ạ. Ông bên này, mẹ các con đâu? Mẹ bảo là mẹ sang bên nhà ông ngoại trước. Úi dồi ôi, sang bên nhà ông ngoại trước à? Thế mẹ sang đấy mẹ lì xì ở bên đấy. Thế mọi người lì xì đi, ai nhận? Tôi bây giờ này nhá, hai con này đi thẳng sang, chạy thẳng thật nhanh sang ông bà ngoại nhớ chưa? Nhá, không có đi nhà mình thiệt đấy. Đi. Chú gấp chẳng mấy khi. Đầu xuân năm mới sang nhà chị thì phải ở lại làm bữa cơm thân mật cho nó được ấm cúng gia đình. Em xin phép bác này đi. Từ sáng đến giờ là em đi nhá, từ đầu ngõ đến cuối thôn rồi. Là nhà nào cũng vào, cũng kéo vào là uống một ly rồi ăn một miếng. Nó căng hết cả bụng rồi. Thôi, bây giờ mình không uống, mình ăn thôi. Tập trung chuyên môn mình ăn thôi. Em ăn không ăn bánh chưng rồi, nhà tôi tự gói ngon lắm, thơm lắm chú ạ. Rồi nhà ai ở đây cũng chả tự gói cho bác. Em xin phép nhá. Ra Tết tháng rộng ngày dài. Chị em được gặp nhau. Chú thôi bây giờ thế này, chú mà chú bảo là bây giờ mình đi mỗi nhà mà chú làm một chén được không ăn uống thì thôi. Tôi không dám giữ. Hay là làm ấm trà. Ấm trà? Trà tôi có là pha bằng xương buổi sớm. Mà xương tận trên núi đấy chú ạ. Phải ở đây làm ấm trà với vợ chồng tôi. Thì nó mới xuân, nó mới lộc. Quý mà em xin phép này. Đồng xuân năm mới mà Tết nhất bận lắm. Ai bận mà thôi. Em xin phép là bận cho nên là em đi mỗi nhà một tí. Trà để ra riêng uống nhá. Chú ở lại cũng chẳng mấy khi. Hôm nay chú xông đất, chú mở hàng. Tôi mà để chú về này thì không được. Mình ơi con ơi. Mình ơi con ơi. Ra đây ra con chú lớp, chú sang chúc mừng năm mới. Đây là chú lớp à? Chú lớp? Ai gọi là chú lớp bây giờ? Nhưng không sao. À, đầu xuân năm mới em sang đây để chúc gia đình nhà anh Bầm.
Thắng với lại Bầm. Ai? Thắng Bầm. Chúc anh chị là sang năm mới đất tài, đất lộc, đất yên tâm. Hay quá. Riêng chúc anh Thắng nhá là nhiều cái mới. Xe mới, nhà mới, công việc mới, vợ mới. Vâng, vợ thì luôn luôn phải là vợ cũ. Xí xóa. Thế nhá, tụi em xin phép anh này nhá. Chú. Chú ơi, chú chúc cháu đi à? Cháu xin quỷ chủ lắm này. Không phải xin, đầu xuân năm mới không phải xin. Xin ạ. Bây giờ này, mà em nói thật nhá, mấy đứa hàng xóm đầu ngõ nhà mình ấy, nó cứ bảo em ấy xin để giống nhau, mặt giống như hai bố con ấy. Thế là giống là chuyện bình thường. Đây, xin yên tâm, chú chuẩn bị chơi. Nhá, chúc xin nhá, năm mới nhá. Học giỏi này, nghe lời bố mẹ này, nghe lời chú này, nhớ chưa? Nhớ rồi ạ. Hai cái đâu? Chúc mừng năm mới. Vâng ạ. Xin chú đi kìa. Xin ạ. Thế thôi chú bạn việc chú về đi nhá, không dám giữ chú. Hay chú còn đi nhà này nhà nọ nhá, chú về. Thôi chú lại nhà nhá. Đi nhá, đi nhá, về nhá. Chú đi nhá, chú đi nhá. Đến mày, đến cái cà này mẹ. Con, tính thế nào? Mở mấy xem, bao nhiêu? Mẹ ơi, chú lắp lì xì cho cái. Ôi giời ơi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!